Vâng, em xin chào các bác nha. Tôi cũng là Phúc Tấn, xin giới thiệu với tất cả các bác và tất cả các quý anh chị một hai siêu phẩm chất liệu bằng gỗ lưu hương của bên Tượng Gỗ Đại Phúc Tấn ạ. Và em xin giới thiệu với các bác, đây là tác phẩm bình phú quý nho sóc lưu hương. Và tác phẩm này thì một bức gia đình gà đứng bao tiền, cũng chất liệu bằng gỗ lưu hương ạ. Và thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm một. Thì em xin nói qua về cái kích thước của tác phẩm bình nho sóc là trước, rồi em sẽ nói kích thước về tác phẩm bình gia đình gà này. Đấy, gia đình gà nu hương này, hay còn gọi là gia đình sung túc. Cái tác phẩm bình nho sóc này của em thì với kích thước chiều cao 43 từ mặt bàn này của em lên trên cái đầu của chú sóc này là 43 phân, và cái chiều ngang từ bên này sang bên hai con rất là rộng nhất anh chị nhá, cái chiều ngang rộng nhất này là 50 anh chị ạ. Và chiều sâu của tác phẩm này từ trong vào là cái đường kính cái chiều sâu là 46 phân. Và cái đường kính này của em, đường kính bình này của em là cái bình phú quý này, đường kính của em là 37 phân anh chị nhá, 37 phân. Và cái từ cái bình này của em, từ cái đế đế của cái tác phẩm này lên trên này thì nó cao khoảng tầm 33 phân, đến cái núm này là 33 phân anh chị nhá. Còn kích thước của tác phẩm gia đình gà này của em này, với kích thước cao là 80, chiều ngang là 41 và chiều sâu là 27 phân. Rồi em sẽ quay chi tiết vào để cho anh chị thưởng lãm chi tiết với những cái đường nét đục hàng kỹ càng của bên em nhá. Rồi em xin phép cầm máy quay cho tất cả các quý anh chị và tất cả các anh em nào đam mê về những hàng kỹ, hàng đẹp này. Thì đây là cái hàng kỹ, đâm ra là với cái hàng nu hương này thì bên em đòi hỏi những cái tay người thợ cũng như là người nghệ nhân làm rất là đẹp, để cho anh chị thưởng lãm, cũng như là anh chị nào mà yêu quý hoặc là yêu thích những cái hàng đẳng cấp thì anh chị có thể tham khảo những cái tác phẩm như này. Ở đây ạ, trước tiên thì anh chị ngắm nhá. Nhớ cái hàng nho sóc này thì những cái lá nho này anh chị này. Đấy, những lá nho này anh chị biết là bên hàng nghệ nhân đục nó rất là kỹ càng nhá. Tất cả cái lá này của em di sần nó như là một cái lá thật, và đây là những cái đường gân này anh chị này. Đấy, đường gân nhìn nó rất là đẹp anh chị nhá. Hàng này hàng gì kỹ rồi, nên là những cái hàng này thì anh chị yên tâm, những cái lá này là bên em làm rất là kỹ đây. Đấy, rất là kỹ cho anh chị nhá. Và cái bình đây anh chị này, chất liệu lưu này, bình này thì lưu trải đều hết anh chị nhá. Đây, trải đều hết lưu đây anh chị ơi. Đấy, cả mặt đằng sau nữa, em quay luôn mặt đằng sau cho anh chị này. Đấy, trải đều hết lưu này. Đấy, lưu đấy, có chỗ nào không có lưu thì vân nó rất là đẹp, vân xoáy đẹp không anh chị, rất là đẹp luôn nha anh chị nhá. Và tiếp theo thì bên anh chị cũng xem cho em ở đây là những cái đường xoắn này, bên em làm kênh bong hết anh chị nhá, mòi móc rất là kỹ ạ, kênh bong hết này anh chị này. Đấy, anh chị thấy không, nho sóc này, đây, những con sóc này chị. Và những cái tác phẩm này thì bên em làm rất là kênh bong anh chị nhá, rất là kênh bong này. Máy nước mà rũi vào chẳng may mà nó xuất sát thì nó có phần ép một chút đấy, thì anh chị thông cảm nhá, vì hàng kênh bong móc mói lắm ạ, anh chị thấy không ạ? Đấy, xuất ra một tí thì không thể tránh khỏi được vậy nhá. Và các em bên em cũng điểm một số những cái cành, cành cành cho nó truyền cành cho nó đẹp vào anh chị nhá, cho nó đẹp đấy cái phần trên thôi anh chị nhá. Còn cái bình này của em là rất là đẹp, lưu thì khá là đẹp rồi chị ạ, khá là đẹp rồi. Và đặc biệt là cái thứ hai là bên em có làm một cái lấm ở dưới anh chị nhá. Lấm này, cái lấm linh chi này anh chị này, anh chị thấy không ạ? Cái bộ lấm linh chi này anh chị thấy bên em làm một cái bộ lấm này chồm hết vào đây, thì anh chị cảm giác là cái tác phẩm này của em này nó sẽ đầy đặn về mặt trước đúng không ạ? Và cái thứ hai này từ những cái nét rễ đấy, nên là hàng kỹ nên bao giờ nó các bác nhìn nó rất là bắt mắt đấy, rất là đẹp luôn đấy, chia sẻ với anh chị là như vậy. Đây anh chị này cũng khá là đẹp anh chị nhá. Và đây quên em mà cái này, bình này thì của em có một vết nhỏ nhỏ ở đây anh chị này, đấy vết ở đây anh chị nhá, đây để anh chị biết. Và cái một cái tiếp theo là cái đế này của em này, cái đế này của em thì anh chị thấy là cái bên em làm châm tỉa rất là kỹ cái đế này đấy, những cái rễ này anh chị thấy rồi, đục rất là đẹp rồi. Và cái lấm linh chi này, đây cái cọc này đào di sần rất là đẹp nha các bác nhá, nhìn ở ngoài thực tế thì anh chị nhìn thấy nó di sần đẹp lắm ạ. Đây là những cái cành lấm đây, nhìn xa ra anh chị thấy là một cái bộ rễ này anh chị thấy không, nó khác biệt hoàn toàn cho các bác
là mà cũng mua những cái hàng mà người ta làm bớt công đi, người ta sẽ không làm những cái này, chỉ làm mỗi cái đế này không anh chị này. Đấy là sẽ bớt công đi những cái hàng đấy, thì các bác nhìn nó không được đẹp như cái hàng làm đế như này. Đấy, chùm hết đế vào để cho nó tác phẩm nó đẹp và đặc sắc hơn. Đây em quay xa ra các bác thấy không ạ? Đấy, một độ khác biệt hoàn toàn so với những cái hàng mà người ta làm hàng rối hơn. Đây anh chị này, những cái cành cây, cái cây dây leo các bác nhìn thấy những cái mắt. Đấy, những mắt cây dây leo này chị thấy không? Làm như thật luôn đây các bác nhá. Đây anh chị này. Đó, đó là một toàn bộ về cái tác phẩm bình nho sóc của bên tượng gỗ Đặc Phục Tuần bên em. Và tiếp theo thì em sẽ lên giới thiệu cho anh chị tác phẩm thứ hai. Tác phẩm này thì của em là tác phẩm gia đình gà anh chị nhá, hay còn gọi là gia đình sung túc. Tác phẩm này thì trưng trong nhà thì các bác sẽ mang lại những cái phú quý cũng như là gia đình lúc nào hạnh phúc, con cái đầy đàn. Đó như thế ạ. Và hàng này cũng là hàng nghệ nhân top 1 ở làng nghề bên em đục tác phẩm này. Trước tiên thì anh chị ngắm cái dáng thế cũng như là cái nét mặt của tác phẩm này. Và cái tác phẩm này của em thì một tác phẩm đục cái dáng thế khác hoàn toàn cho tất cả các tác phẩm gia đình gà hoặc là tác phẩm gà, chú gà trống ở trên thị trường anh chị nhá. Đây em sẽ quay giới thiệu cho anh chị thấy thực sự khác biệt của cái tác phẩm chú gà trống này. Và chú gà trống đây anh chị này, đây em làm rang đôi cánh nha anh chị nhá. Đấy, rang đôi cánh này. Chị thấy không? Đây là cánh xòe nha, không phải cánh ốp vào vào trong cái thân đâu ạ. Anh chị trên thị trường thì anh chị nhìn những người ta làm gà thì nó cánh nó ốp như cái chú gà mái này này. Đó chị nhá. Còn những cánh này của em làm xòe cánh ra này. Đấy, với cái hàng này chỉ có hàng nghệ nhân làm được thôi, còn những hàng thợ bình thường mà tay thợ lon này thì nhìn cái này thì nói thật là phải khóc thét luôn, không thể làm được anh chị nhá. Không thể làm được những cái này nếu mà người thợ lon anh chị ạ. Đấy, thì hàng nghệ nhân làm người ta làm sẽ làm được những cái tác phẩm như thế này. Thì đấy chị, đây cánh này xòe ra chị thấy không ạ? Đấy, sự khác biệt với nhau những cái hàng nghệ nhân hàng kỹ càng thì anh chị sẽ biết. Và đây chị sẽ ngắm cái nét mặt này, nhìn nó như một chú gà thật anh chị thấy không ạ? Đấy, và anh chị nhá, những cái phần trắng trắng, trắng này là cái phần rác rác gỗ, rác tươi nha anh chị nhá, rác tươi của gỗ gỗ hương. Và gỗ hương là cái hàng rác tươi này cũng rất là bền gỗ đấy, nên là bên em để lại để cho tô lên cái điểm sắc cho cái tác phẩm này. Đó chị thấy không ạ? Rất là tuyệt vời này. Và dưới này thì bên em có đục một chú gà mái này. Chú gà mái này thì đang chăm lo chăm bẵm cho đàn con đây, chị ngắm những cái chú gà mái giúp em nhé. Đấy, một chú gà mái này của nhà em mà đục rất là kỹ càng luôn ạ. Và với hàng này thì đục kênh bong móc mỏi lắm anh chị nhá. Đấy, không thể là làm hàng thường được đâu ạ. Hàng này phải kênh bong móc mỏi thì mới mới tạo ra được những cái chú gà hoặc những cái đục hoa này chị này. Với cái hoa này chị, những cái hoa cúc này bên em chị thấy không ạ? Và cái đôi hoa cúc này thì không phải ai cũng làm được đôi hoa cúc này đâu ạ. Đục tạo ra những hoa cúc này thì rất là đẹp anh chị ơi. Rất là đẹp luôn ạ. Và cái thứ hai là không phải là những cái tác phẩm mà bác thợ lon mà làm được cái này đâu anh chị ơi. Khó làm lắm. Làm nó không thể đẹp và nó sum suê và cái cành nó mềm mại đây chị này. Những cái cành nó mềm mại tỉa tót anh chị thấy không ạ? Những cái cánh này, anh chị nhìn ở ngoài trong những cánh đục moi móc. Rất là kỹ càng anh chị nhá. Và những hàng này thì bên em có ghép một chút hoa đây chị này. Hoa này đây để cho nó đây cái mầm này nữa này. Đấy, để cho cái này liền. Cái mầm này thôi, mấy ít lá này. Đấy, một tẹo thôi chị nhá. Để cho cái tác phẩm nó đầy vào chỗ này, chỗ này em thiếu gỗ một chút. Một chút thôi, điểm này chỉ có một điểm trừ đấy thôi anh chị nhá, còn đâu là tác phẩm này của em nó liền hết. Tương đối nó liền hết anh chị ạ. Và dưới này thì em đục ba chú gà con, hai một chú gà ở trên và hai chú gà ở dưới này. Thì anh chị thấy không ạ? Những chú gà con thì anh chị nhìn này, cái dáng thế cũng như là cái nét đục chú gà con này bên em làm nó như là chú gà con thật luôn. Và đây là cái điểm nu anh chị nhá. Điểm nu này nu rất là sáng nu ạ, mắt nu rất là sáng, rất là đẹp này. Đây em quay mặt đằng sau luôn cho anh chị ngắm này. Đấy ạ, nu đây ạ. Và đây cái dáng thế đằng sau chú gà này. Đây chị nhá, cái dáng chú gà này thì bên em làm tỉa tót thì làm tứ diện rồi, cả trước cả sau đều đục hết anh chị nhá. Đã đủ hết đấy ạ. Đây là anh chị nào mà mua tác phẩm này về thì anh chị trưng ở trên cái đôn kẹp cái bàn uống nước nhà mình thì em nghĩ là rất là tuyệt vời. Đấy, thể hiện cho gia đình lúc nào cũng ấm no hạnh phúc. Và tác phẩm này được mang tên là gia đình sung túc nữa ạ. Nên là rất là thích hợp cho tất cả các bác hoặc là tất cả các gia đình muốn trưng cái sản phẩm này. Vâng, nếu có tác bác mà có những cái phòng khách của nhà mình thật là sang trọng và đẹp
thì anh chị hãy lên trưng cho mình những tác phẩm hàng kỹ, hàng đẹp này. Và em cũng chia sẻ với tất cả các anh chị là những cái hàng này thì ở trên thị trường, cũng như là sau này anh chị mà có muốn nhượng lại cho ai đó đấy, thì những cái hàng này nó có giá trị rất là cao. Mỗi ngày, mỗi mỗi năm mà những cái sản phẩm như này thì nó sẽ càng ngày nó càng lên giá anh chị nhá, càng lên giá rất là cao. Và các bác chơi những hàng này, chơi một là các bác chơi trong cái đời của mình đấy, có thể anh chị có thể nhường lại những cái tác phẩm mà cho đời sau nữa, vì những cái tác phẩm đẹp như thế này thì anh chị có thể là đã để mãi mãi nó vẫn cứ là tác phẩm kỹ đẹp rồi, nên là sau này nếu anh chị có bán đi hoặc nhượng lại đi thì người ta vẫn có mua nhé. Ví dụ như anh chị nào mà không thích chơi nữa mà bán cho những cái cơ sở người ta làm đồ gỗ chẳng hạn, như cơ sở bên em của các bác chơi đến 5 năm hay là 10 năm, nếu mà anh chị muốn nhượng lại cái bình này đấy bằng cái giá mà anh chị mua đi, người ta mua ngay ạ, em nghĩ là người ta cũng mua ngay đấy. Và những cái hàng này thì Nu Hương, tất cả những cái sản phẩm Nu Hương anh chị mua cơ sở của bên Phúc Tấn, hoặc là anh chị có thể tìm hiểu những cơ sở khác, với những hàng Nu Hương này thì anh chị bao giờ cũng người ta làm những đòi hỏi những người thợ rất là đẹp anh chị nhá. Đó đó là em cũng muốn gửi những cái lời chân thật, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm để anh chị chơi gỗ và mua gỗ ạ. Vâng, thì sau đây thì em cũng xin kết thúc video và hẹn anh chị vào một cái video khác. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các quý anh chị, và em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.